Thưa quý vị và các đồng chí, ngày 6 và 7 tháng 2 năm 2024 tại sân bóng đá Bệnh viện Quân y 120 đã tổ chức và khai mạc các hoạt động mừng xuân. Hôm nay Bệnh viện Quân y 120 tổ chức giao lưu bóng đá mini nam, các trò chơi dân gian chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Giáp Thìn 2024. Tham dự các đồng chí trong đảng ủy, ban giám đốc, chủ nhiệm các ban khoa và đông đảo cổ động viên đến cổ vũ, theo dõi cho đội mình yêu thích. Hôm nay, Bệnh viện Quân y 120 tổ chức giao lưu bóng đá mini nam, trò chơi dân gian nhằm tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, nhân viên bệnh viện về ý nghĩa lịch sử của sự ra đời, truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 94 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, xây dựng đất nước độc lập, tự chủ, hòa bình và phát triển. Những giá trị bản sắc truyền thống tốt đẹp của dân tộc thông qua ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền, tạo bầu không khí vui tươi, phấn khởi, thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Thay mặt ban tổ chức, tôi nhiệt liệt chào mừng và xin gửi tới toàn thể các đồng chí lời chúc sức khỏe và hạnh phúc. Thưa toàn thể các đồng chí, để giải đấu, thi đấu bóng đá và hoạt động trò chơi dân gian thành công tốt đẹp, ban tổ chức yêu cầu các đồng chí trọng tài điều khiển các trận đấu, trò chơi phải trung thực, khách quan, đúng thể lệ. Các đồng chí vận động viên, người tham gia chơi các trò chơi và cổ động viên phải thể hiện tốt tinh thần thể thao, đoàn kết, trung thực, cao thượng và quyết thắng, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Các đồng chí phục vụ nêu cao ý thức trách nhiệm, phục vụ chu đáo, tận tình, góp phần tích cực vào sự thành công của các hoạt động trong dịp này. Thay mặt ban tổ chức, tôi tuyên bố khai mạc giao lưu bóng đá mini nam và trò chơi dân gian chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Một lần nữa, nhân dịp đầu xuân năm mới, xin kính chúc các đồng chí đại biểu cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc các hoạt động dịp này thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Có 4 đội bóng đá nam thi đấu loại trực tiếp, 2 đội thắng vào tranh chung kết. Kết quả giải nhất khối cận lâm sàng, giải nhì khối cơ quan, giải ba khối ngoại. Các trò chơi dân gian bao gồm thi kéo co, đua ghe ngò trên cạn, và cầu thủ nữ đá bóng vào khung thành. Đây là hoạt động mừng đảng mừng xuân, nâng cao đời sống tinh thần và tạo sân chơi bổ ích cho cán bộ nhân viên trong bệnh viện, qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng năm mới, đồng thời cổ vũ động viên cán bộ công nhân viên an tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong kháng chiến trường kỳ diệt thực dân.
Thank you.
Vì chúng ta hãy nhiệt liệt chúc mừng. Bộ môn đua thuyền tiếp cận lâm tràng vì thắng lợi ba bốn tư quan chúng ta bước lên. Mời đồng chí Phạm Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ lên trao đổi. Tiếp cận lâm tràng vì thắng lợi ba tư quan. Bây giờ chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Và tiếp theo là bộ môn đá bóng vào cầu môn của nữ. Nhất khối nội vì tỉnh Lâm Trang và ba là khối ngoại. Mời đồng chí chủ nhiệm chính trị lên trao thưởng. Nhất khối nội vì tỉnh Lâm Trang, ba khối ngoại. Bao nhiêu nỗ lực cho khối ngoại vinh về được vinh dễ đoan. Thì lấy ra chuẩn bị chúc mừng. Thôi thôi tôi đứng. Như vậy là chương trình tới là trao giải của giải bóng đá Việt Nam và trò chơi dân gian cùng một kỷ niệm chúc mừng ngày thành lập đảng và mừng hội viên nhất trong năm 2024 tới đây là kết thúc. Một lần nữa là nhân dịp đầu xuân năm mới xin kính chúc quý tổ trưởng cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, năm mới thắng lợi mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chúng tôi thành cảm ơn tổ trưởng và các đồng chí đã tham dự và cổ vũ đầy đủ của mùa giải năm nay.